tại các khu cách ly tập trung thì nhiều phương án đã được xây dựng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Và trong ngày hôm nay thì các cử tri là người thuộc diện cách ly tập trung cũng đã được thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu ngay trong khu cách ly. Phóng viên Hạnh Dung sẽ thông tin tới quý vị. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại điểm cách ly tập trung ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại đây thì có 230 người đang thực hiện cách ly và 226 người đủ tuổi công dân để đi bầu cử. Và có thể thấy rõ phía sau của tôi đây thì các cử tri vẫn đang bỏ những lá phiếu bầu theo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế, bảo đảm giãn cách và tuân thủ 5K. Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày hôm nay 23 tháng 5, những cử tri đầu tiên đã được lực lượng chức năng gọi theo danh sách, giữ đúng khoảng cách và xuống khu vực bầu cử để thực hiện bỏ phiếu. Mọi công đoạn trước khi tiến hành bỏ phiếu như kiểm tra hòm phiếu, niêm phong đều được cử tri tận tay kiểm tra, bảo đảm sự công bằng. Vì là điểm bầu cử đặc thù nên mọi công tác đều được tiến hành trong điều kiện phòng dịch hết sức chặt chẽ. Chúng tôi đã tuyên truyền nhân dân này rất là phấn khởi. Đây là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Và đặc biệt ý thức rất tốt trong cái việc mà phòng chống dịch, đặc biệt trong quá trình bỏ phiếu cũng vậy. Ở từng bàn một chúng tôi đều có nước sát khuẩn và chúng tôi yêu cầu là sát khuẩn thường xuyên. Sau khi bỏ phiếu xong tiến hành phun khử khuẩn hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu và phun khử khuẩn đến từng lá phiếu. Ngoài những người dân phải cách ly thì ngay cả những cán bộ làm việc trong khu cách ly tập trung cũng sẽ thực hiện việc bỏ phiếu ngay tại đây. Bầu cử trong một bối cảnh, một tình hình hoàn toàn mới, vừa thực hiện quyền công dân nhưng cũng vừa phải hoàn thành nhiệm vụ. Các cán bộ nhân viên không khỏi mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Mình rất hồ hởi nhưng vì nhiệm vụ, vì công việc, vì như nào mình vẫn phải sẵn sàng mình thực hiện và làm đúng đủ theo yêu cầu cấp trên đề ra trong khu cách ly. Lần này nó có cái khác hơn là chúng tôi là bỏ phiếu trong khu vực phòng chống dịch và đặc biệt khu vực cách ly. Về mặt công dân để tham gia bỏ phiếu rất là vinh dự và tự hào. Cứ mỗi nhiệm kỳ mình được tham gia bỏ phiếu một lần. Nhưng đây ngoài ra bên cạnh đó là cái việc rất là phức tạp trong việc phòng chống dịch. Thì anh em chúng tôi đã quán triệt sâu sắc những cái quy định và đặc biệt những cái khuyến cáo của ngành y tế. Thế làm sao vừa đảm bảo là thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc bầu cử. Nhưng ngoài ra cái bên cạnh đó rất quan trọng nữa là cái công tác mà đảm bảo an toàn trong việc bầu cử cũng như bảo đảm an toàn trong việc phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù bối cảnh dịch bệnh phức tạp, điểm bầu cử đặc biệt đặc thù, tuy nhiên công tác bầu cử tại khu cách ly vẫn được diễn ra an toàn, công bằng, đúng pháp luật, đồng bộ với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.